Ma đạo tổ sư, đồng nhân văn vong tiện. Chương 13, phiên ngoại 1. Đối với chuyện lần trước nói việc hắn và Lam Vong Cơ sẽ sinh thêm một đứa, Ngụy Vô Tiện kỳ thực vẫn nhớ rất kỹ. Hắn có lúc cũng cảm thấy khá buồn cười. Lam Vong Cơ lúc đó ôm hắn bị té xỉu vào lòng, lấy tay bắt mạch tượng. Biết được nhất định rất hài lòng đi. Nét mặt ôn nhu đó của y, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà lúc đó hắn đã bất tỉnh rồi, nên không hề biết gì cả. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc. Nếu lúc đó chính miệng hắn nói cho Lam Vong Cơ biết, hắn có thể sinh cho y một tiểu Lam công tử. Đứa nhỏ đang nằm trong bụng hắn luôn rồi. Thật là một chuyện tốt đẹp biết bao. Còn lần này, ngay khi Nguyễn Vô Tiện cảm thấy trong bụng mình có dị dạng, ngay đêm đó sau khi bắt mạch tượng, liền xác nhận. Lam Vong Cơ sau khi xong công việc quay về tỉnh thất, thấy người kia đang quấn chăn, khuôn mặt say ngủ rất dịu ngoan. Lam Vong Cơ vốn bình thường đi lại đã vô thanh vô tức. Thấy hắn ngủ, càng thu liễm khí tức, chậm rãi khép cửa lại, bước tới bên giường. Đi tới bên giường ngồi xuống, dựa theo ánh nến mờ nhạt, y im lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người trên giường. Nét mặt nhu hòa, trong ánh mắt đầy ấm áp. Người này y đã nhìn hơn chục năm, nhưng mặc dù có nhìn thêm một chục năm nữa, y vẫn cảm thấy là nhìn không đủ. Lam Vong Cơ đưa tay lên sờ gương mặt say ngủ của hắn. Ngụy Vô Tiện chợt mở to mắt, cầm lấy tay Lam Vong Cơ đang vươn ra kéo mạnh một cái, túm người lên giường, lập tức nhào tới, ngồi lên trên người của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đưa hai tay chống hai bên mặt của Lam Vong Cơ, đưa tay miêu tả lại khuôn mặt tuấn mỹ, điệt lệ của y, cười tới đê tiện, nói: "Hàn Quan Quân, ngươi đã rơi vào tay của ta rồi." Cái trò này hắn đã chơi hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Lần nào cũng chơi tới vui vẻ. Ngược lại, cũng không phải Lam Vong Cơ không tránh được. Mà là mặc dù biết rõ hắn sẽ làm vậy, y vẫn rất phối hợp mà diễn theo. Lam Vong Cơ đạm thanh nói: "Vậy mặc cho ngươi xử trí." Ngụy Vô Tiện khiêm tốn nói: "Không dám, không dám. Ta hiện tại sao mà xử trí được ngươi à? Ta chỉ có bị ngươi xử trí thôi." Lam Vong Cơ hơi hơi nhếch lông mi bên trái, không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện nhìn y, tự hồ có vẻ đắc ý, không khỏi buồn cười. Hắn đưa tay đánh lên cái tay xấu xa của Lam Vong Cơ, đang đưa vào trong quần áo của mình. Ngụy Vô Tiện kéo tay của y đặt lên bụng mình, nháy mắt một cái, cười ha ha mà nhìn y, nhìn tay mình đang đặt lên bụng của hắn. Lam Vong Cơ ngẩn ra, lập tức phản ứng được, ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, hai mắt mở to. Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, sắp có người muốn gọi ngươi là phụ thân nữa rồi." Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, động tác nhẹ nhàng ôm lấy hắn, chui vào cổ của hắn, khóe môi hơi dương dương lên, nói: "Ừ." Ngụy Vô Tiện nghẹo đầu lộ ra một mảng cổ, Lam Vong Cơ thừa dịp đó mà ở bên cổ hắn cọ qua cọ lại. Ngón tay của hắn thì lại ở phía sau mặt ngạch của y mà chơi đùa. "Ngươi nói thử đứa này sẽ giống ngươi hay giống ta?" Lam Vong Cơ dịu dàng nói: "Tất nhiên giống ngươi." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cũng không nhất định, vạn nhất giống như A Húc là một tiểu Lam Trạm thì sao?" Lam Vong Cơ buồn buồn nói: "Giống ngươi." Ngụy Vô Tiện cười cười nói: "Ôi chào, ngươi đó nha. Nếu không giống ta, có phải ngươi sẽ nhét nó lại vào trong bụng của ta hay không?" Lam Vong Cơ một tay ôm lấy hắn, đặt hắn nằm lại trên giường, cúi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "Vậy sinh cho tới khi nào giống ngươi thì thôi." Âm thanh này vừa trầm thấp, vừa từ tính,
lẫn vào khí tức của y đánh vào tai của Ngụy Vô Tiện. Giọng nói vừa nghiêm túc lại bướng bỉnh. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người run rẩy, một lát sau mới nhận thức được mà buồn cười, đưa tay ôm lấy gương mặt của Lam Phong Cơ nói: "Xin cho ngươi, xin cho ngươi, ít nhiều gì cũng xin cho ngươi hết. Xin một đám chạy đầy nhà luôn, chạy khắp cả núi luôn, ngươi chịu không?" Hắn vừa dứt lời, Lam Phong Cơ liền cản lại đôi môi của hắn. Ngụy Vô Tiện mắc cười đến mức không thể hôn đáp trả. Lam Phong Cơ ở ngay chỗ mẫn cảm sau lưng của hắn, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngụy Vô Tiện khẽ kêu một tiếng, rồi mới ngoan ngoãn thu lại nụ cười. Một lát sau liền không nhịn được nhếch khóe môi. Lam Phong Cơ nâng người lên, không nói gì, chỉ nhìn người nằm phía dưới mình. Ngụy Vô Tiện hai tay ôm ngang cổ của y, nói: được rồi, không cười nữa. Ta thật là vui đó, ngươi hôn hôn ta đi." Dù sao, cảm giác có thể tự mình đem chuyện này báo cho y biết, thật là tốt quá đi nha. Chương 14, phiên ngoại 2. Ngụy Vô Tiện ngồi trên bãi cỏ, cầm trong tay một giỏ toàn cà rốt. Bên người chính là một đàn thỏ thất thất, bát bát, không ngừng chồm lên quần áo của hắn. Cái mũi tròn tròn cùng thân hình mập mạp không ngừng kéo kéo, lăn lăn. Nhìn giỏ cà rốt trong tay chủ nhân mình cực kỳ năng động. Từ sau khi nói chuyện đó cho Lam Vong Cơ biết, hai người họ liền trở về tiểu trúc trong ngọn núi này. Một cái liền qua mấy tháng. Chỉ là Lam Dữ Mộ vẫn còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nên hai người cũng không định ở lại đây lâu. Trong đó Lam Dữ Mộ cũng có ghé qua mấy lần, nhưng vì đệ tử Lam gia trước đây lịch học khá nhiều, Lam Khải Nhân lại luôn cố ý muốn bồi dưỡng cậu, cho nên cơ hội ra ngoài cũng rất ít. Đồng thời vì có luật không được đi lại trong đêm, nên cậu cũng không thể ở lại quá lâu. Khóe mắt chợt thấy được một thân ảnh màu trắng, Ngụy Vô Tiện liền ngước mắt nhìn, thấy Lam Dữ Mộ đang chậm rãi đi tới chỗ hắn, khinh bào như tuyết, tiên khí lăng nhiên. Mặc dù vẫn là một niên thiếu ngây ngô, nhưng cũng đã lộ ra được vài phần danh sĩ chi tư. Lam Dữ Mộ gọi: "Đa." Vừa thấy tiểu Lam công tử của hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức ném giỏ cà rốt đi, cười nói: "A Húc, sao hôm nay lại tới thế? Thúc tổ cho con ra ngoài sao?" Lam Dữ Mộ ngồi xuống bên người Ngụy Vô Tiện, mặt không đổi sắc, nói: "Con nhớ hai người." Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, cười ha ha, đưa tay bắn lên trán của cậu một cái, nói: "Con được lắm nha, vậy mà cũng nói ra miệng được. Rất tốt, so với cha con khi xưa thì thẳng thắn hơn nhiều." Vừa nghĩ tới thời điểm khi Lam Phong Cơ bằng tuổi cậu, cả ngày luôn trưng ra bản mặt lạnh lùng, với hắn nói nhiều nhất chính là vô vị, hoang đường, cút, các loại. Hắn luôn nhịn không được mà bật cười. Hôm nay đã hơn mấy chục năm, Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhớ tới thần tình phản ứng khi đó của Lam Phong Cơ, đều thấy y lúc đó cực kỳ dễ thương. Lam Dữ Mộ nghe hắn nhắc tới Lam Phong Cơ liền hỏi: "Phụ thân đâu ạ?" Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn về phía sau, ngưỡng cổ nói: "Ở nhà bếp, đang nấu ăn." Hai cha con hàn huyên vài câu, Lam Dữ Mộ muốn tới nhà bếp thăm Lam Phong Cơ, thì vừa lúc thấy Lam Phong Cơ đang cầm một khay gỗ đi ra, trên đó có vài đĩa nhỏ chứa điệp tâm. Lam Phong Cơ liếc mắt nhìn Lam Dữ Mộ, hơi nhíu mày. Theo lý thuyết lúc này, cậu phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ học lớp tu luyện điệu bộ, chứ không thể nào rảnh rỗi mà chạy tới đây thế được, nghiêm nghị hỏi: "Sao con lại tới?" Lam Dữ Mộ dừng một chút. "Con..." Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại, lý trực khí tráng nói: "Ta kêu con tới đó." Lam Phong Cơ bất đắc dĩ thở dài, nói: "Có được thúc phụ cho phép."
Lam Dữ Mộ gật đầu, nói: Thúc tổ nói, chỉ cần con hứa không bỏ lỡ lớp, có thể tới. Đã vậy, Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao cũng là nhi tử của mình, gặp được cũng sẽ rất cao hứng. Đặt khay gỗ lên trên bàn đá trong đình viện, Lam Vong Cơ đi tới bên Ngụy Vô Tiện, cúi người, cẩn thận ôm hắn nâng dậy, dìu tới bên cạnh bàn đá ngồi xuống. Từng động tác đều dịu dàng mềm mại, tựa như chỉ cần dùng lực một chút thì hắn sẽ vỡ vụn vậy. Lam Dữ Mộ ở bên cạnh nhìn, nắm tay cố gắng nén nhịn bản thân không cười ra tiếng, đi tới châm trà cho hai vị phụ thân. Ngụy Vô Tiện nói: A Húc, con không cần phải chạy qua chạy lại hai bên như vậy, mệt lắm nha. Ta với phụ thân con cũng không ở đây quá lâu đâu, tối đa cũng mấy tháng nữa là sẽ trở về. Lam Dữ Mộ chỉ vâng một tiếng. Lam Vong Cơ hỏi cậu một số chuyện về sang đêm cùng việc tu tập. Lam Dữ Mộ hầu như là đối đáp trôi chảy, cực kỳ thông dong. Còn Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh vui vẻ ngồi nghe. Thường thường trong lúc Lam Dữ Mộ trả lời, hắn sẽ cầm trong tay điểm tâm đưa tới bên môi Lam Vong Cơ, đút y ăn. Còn Lam Vong Cơ lần nào cũng mặt không đổi sắc mà mở miệng. Ngụy Vô Tiện nghe Lam Dữ Mộ vấn đề gì cũng đáp hết sức hoàn mỹ, khen: A Húc, con thật lợi hại nha, thật không hổ là nhi tử của ta cùng Hàm Quan Quân. Nào, mở miệng. Sau đó đưa điểm tâm đến bên miệng Lam Dữ Mộ, chuẩn bị đút cho cậu. Lam Vong Cơ thấy thế ngẩn ra, muốn nói gì đó nhưng chỉ giật giật khóe miệng. Lời còn chưa ra thì đã muộn. Lam Dữ Mộ không chút phòng bị mà ăn điểm tâm mà đa mình đút cho. Vị giác cậu trong nháy mắt lập tức đổ nát, tựa như có một luồng sét đánh bất chợt đập vào ngay đỉnh đầu cậu vậy. Điểm tâm ấy nhìn thì rất bình thường, nhưng cái mùi vị thì chua vô cùng, cay vô cùng, còn ẩn thêm một chút vị ngọt quỷ dị. Lam Dữ Mộ vội vã rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch, có chút hoảng hốt, lắc lắc đầu, đưa tay đỡ lấy trán, chờ cho cơn mãnh liệt trùng kích này tan biến đi. May là dù thế nào cậu cũng di truyền được sự quy phạm và trầm ổn của Lam Vong Cơ, nhưng dù sao cũng thật sự chịu không nổi. Lam Dữ Mộ chợt cẩn thận nhớ lại nãy giờ phụ thân mình khí độ ung dung, bình tĩnh ưu nhã thế nào mà ăn cái đống điểm tâm này, với Lam Vong Cơ ngưỡng mộ cùng sùng bái, không khỏi lên thêm một tầm cao mới. Ngụy Vô Tiện nhìn thần tình đó của cậu, có chút mờ mịt, hỏi: A Húc, con sao vậy? Lam Dữ Mộ xoa xoa trán, hữu khí vô lực nói: Đa, khẩu vị hiện tại của người thật sự rất đặc biệt. Ngụy Vô Tiện nháy mắt một cái, cầm lấy khối điểm tâm nhìn qua cực kỳ bình thường kia, nói: Thật rất kỳ quái sao? Ta thấy ngon lắm mà. Nói xong liền lập tức bỏ vào miệng, cẩn thận nhai nhai, nếm nếm, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ hỏi: Vị giác của ta có vấn đề sao? Lam Vong Cơ bình tĩnh mở miệng, đem nửa khối điểm tâm kia tiếp nhận, còn nhẹ nhàng ngậm ngón tay của Ngụy Vô Tiện liếm một cái, mặt không đổi sắc, nói: Không có. Lam Dữ Mộ ở bên cạnh thấy vậy liền mở to mắt, một thiếu niên như cậu làm sao mà hiểu được. Lam Vong Cơ căn bản không phải muốn ăn điểm tâm trong tay Ngụy Vô Tiện, bất quá sợ Ngụy Vô Tiện phát hiện khẩu vị bản thân đã trở nên kỳ quái, nên mới ta một ngụm, ngươi một miếng mà bồi hắn. Tới đêm khi Lam Dữ Mộ đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, phòng trong, Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm đặt lên đùi. Hai người câu được câu không mà nói chuyện. Ngụy Vô Tiện trong thời gian này được y nuôi tới mập mạp hẳn ra, tuy nói gương mặt nhìn qua cũng chỉ hơi to hơn trước một tí,
còn lại không có gì thay đổi. Nhưng chỉ cần ôm một cái liền có thể phát hiện được, cả người đều mềm mềm, mập mập, ôm hết sức thoải mái. Lam Vong Cơ cũng vì vậy mà càng thích ôm hắn. Lúc này, cả người Ngụy Vô Tiện chợt cứng đờ. A một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, nhíu mặt ôm lấy bụng. Cục nhỏ trong bụng đang không ngừng phiên gian đảo hải. Một cước đá vào xương sườn của hắn, khiến cho hắn đau. Lam Vong Cơ hơi mắt mở to, cau mày, nói: Làm sao vậy? Ngụy Vô Tiện thở hổn hển khoát tay, ý bảo đừng lo. Nhưng Lam Vong Cơ lại lo lắng, nắm lấy cổ tay hắn muốn bắt mạch. Ngụy Vô Tiện khó khăn hít thở, sau đó nói: Ta không sao, nhóc con vừa đá một cái. Wow, sao mà nó lợi hại quá vậy? Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt ve phần bụng dưới của hắn, nét mặt vẫn lo lắng, hỏi: Ta đi nấu thuốc cho ngươi. Ngụy Vô Tiện chặn y lại: Ta không sao, tối rồi đừng mệt nhọc nữa, phiền lắm, đợi một chút là xong thôi. Hắn vừa mới đau tới chảy cả mồ hôi. Lam Vong Cơ đưa tay áo lên, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi rịn trên trán, âm thầm phát thệ, sau này dù hắn có nói gì cũng sẽ không để hắn sinh con nữa. Ngụy Vô Tiện biết trong lòng y không dễ chịu, lẩm bẩm nói: Nhị ca ca, ngươi mau hôn nhẹ ta đi, ngươi hôn ta liền hết đau. Lam Vong Cơ nghe lời, ôm hắn càng chặt hơn, gắn bó triền miên mà hôn. Sau khi tách ra, Ngụy Vô Tiện liền làm ra bộ dạng thỏa mãn, tựa đầu vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ, nói: Ngươi nói coi, sao A Húc khi còn nhỏ ngoan tới vậy? Sao giờ lại là một đại ma đầu nghịch ngợm tới thế chứ? Lam Vong Cơ nói: Có ta sẽ không. Ngụy Vô Tiện hiểu ý của y, chính là y sẽ hảo hảo giáo dục đứa bé này. Nhưng hắn càng muốn cố ý xuyên tạc, chọc cằm y, cười, nói: Đúng vậy, có một tiểu mỹ nhân nguyệt thanh tuấn tú, vô song như hàm quan quân đây. Dù cho là một đại ma đầu, cũng sẽ vì sắc đẹp của ngươi mà quy phục đầu hàng. Ngụy Vô Tiện cười ôm lấy cổ của y, lại bắt đầu nụ hôn. Chương 15, phiên ngoại 3. Giờ tị, tỉnh thất. Đã dùng qua điểm tâm, Lam Vong Cơ đang muốn ra cửa cùng Lam Hy Thần thương nghị chính sự. Nhưng đợi nửa ngày vẫn không hề nhúc nhích, chỉ là lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đưa tay chống má, vô tội nói: Hàm Quan Quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng phải ngươi cần ra ngoài cùng đại ca trao đổi chuyện quan trọng sao? Nhanh đi a, đừng làm trễ nải việc. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: Chân, thả xuống. Ngụy Vô Tiện vừa thức dậy, tóc dài rối tung, tẩm y rộng tùy ý mặc, ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, hai tay chống ở phía sau lưng nghiêng người, một cái chân trơn bóng khoác lên trên đùi y, chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà cứ cọ qua, cọ lại nơi phần bụng dưới của y. Ngụy Vô Tiện mờ mịt hỏi: Thả xuống đâu? Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, còn chưa mở miệng, thì cái chân không an phận kia lại cọ cọ vào phần hông, rồi chui vào trong y phục của y, khiến cho y phục vốn đã được ăn mặc chỉnh tề của y trở nên loạn thất bát tao, còn muốn dùng ngón chân kéo đi đai lưng của y. Lam Vong Cơ nắm chặt cổ chân của Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: Còn nháo. Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy giọng nói không mang chút cảm xúc nào của y, trong lòng biết người này nhất định muốn làm chuyện xấu. Sao thế, Hàm Quan Quân muốn phạt ta? Vừa nói vừa đem chân còn lại vươn ra, nhưng vừa chủi ra liền phát hiện cả hai cổ chân đều đã bị Lam Vong Cơ vững vàng giữ chặt, không thể tránh thoát. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên Lam Vong Cơ ở ngay huyệt vị lòng bàn chân của hắn, điểm một cái. Ngụy Vô Tiện hai mắt chợt mở to, giật mình, nói:
Lam Trạm, ngươi làm gì? Đừng, ha ha, ha ha. Ngươi mau giải huyệt cho ta, thật là nhục. Hắn cười tới cả người nằm ngã, nằm nghiêng ở trên giường, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hàn Quan Quân, ngươi tha cho ta đi. Không dám, không dám, thật sự ta không dám. Ngươi đừng như vậy mà, như thế sẽ đánh thức nhóc con đó. Lam Vong Cơ nói. Không lộn xộn. Ngụy Vô Tiện lấy lòng nói. Không lộn xộn, không lộn xộn. Hàn Quan Quân, xin ngươi thương xót, tha cho ta một mạng. Lam Vong Cơ ở ngay lòng bàn chân của hắn điểm thêm một cái, giải nguyệt cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười tới hết hơi, liền xua tay cảm thán nói. Lam Trạm, ngươi bây giờ thực sự là lợi hại, ta không trêu đùa ngươi được nữa rồi. Lam Vong Cơ cầm chân của hắn giơ lên, ở ngay trên lòng bàn chân của hắn hôn nhẹ một cái, sau đó tiến lên cổ chân, rồi dần lên cao, kéo qua vạt áo tẩm, nhẹ nhàng cắn lên phần đùi trong của hắn, đạm thanh nói. Ngươi biết vậy. Ngụy Vô Tiện cười, liếc mắt nhìn y. Lúc này cách bình phong chợt vang lên tiếng khóc nỉ non, từ nhỏ nhỏ dần dần to lên. Ngụy Vô Tiện xoay người ngồi dậy, nói. Xem đi, ta đã nói sẽ đánh thức nhóc con mà. Hắn vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không hề tự giác. Việc đánh thức nhi tử hơn phân nửa là do hắn góp phần. Làm Vòng Cờ trước giúp Ngụy Vô Tiện sửa lại y phục, sau đó đứng dậy đi qua bình phong. Chốc lát sau, tiếng khóc mới hơi ngừng. Y ôm nhi tử ở cách bình phong đi tới. Ngụy Vô Tiện tiến lên đón, chọc chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc. Sợ nhóc con hoàn toàn tỉnh táo, có đầy tinh thần rồi, chắc không chịu ngủ lại đâu. Lam Vong Cơ. Ừ. Ngụy Vô Tiện cười, nói. Được rồi, để nhi tử cho ta bồi nhóc con. Ngươi mau đi nhanh đi, nếu không đại ca ngươi lại nói tình cảm chúng ta quá tốt. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, nói. Sự thật là vậy. Ngụy Vô Tiện bật cười, từ trong tay y tiếp nhận nhi tử, nói. Càng ngày ngươi càng không có chút đoan trang nha. Nếu A Húc biết được vị phụ thân mà từ nhỏ đó đã kính ngưỡng sùng bái lại là cái dạng này, khẳng định cầm cũng rớt luôn. Sau đó thu lại sự cười cợt, nói. Được rồi, đừng lăng nhăng nữa, ngươi mau đi đi. Gần đây chuyện cần ngươi xử lý cũng thật nhiều, chớ trì hoãn nữa. Lam Vong Cơ nói. Ừ. Sờ sờ cái đầu nhỏ trong ngực Ngụy Vô Tiện, tiểu hài tử nâng lên đôi mắt to tròn màu đen lấy, không ngừng lưu chuyển, rất là linh động. Nhóc nhìn hai người trước mặt mình, miệng không ngừng bì bõm. Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên trán, mắt cùng môi của Ngụy Vô Tiện một cái. Lúc muốn tách ra thì phát hiện khác thường, cúi đầu nhìn lại, tiểu hài tử cầm lấy mái tóc dài đang rủ xuống của hai người họ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Hai cái tay không ngừng hợp lại, tựa như muốn kết hai lọn tóc đó lại. Ngụy Vô Tiện cười, nói. Ồ, nhóc con này thật là hiểu chuyện nha. Thật không hổ là con trai ngươi, đứa này so với đứa kia nhỏ mọn hơn. Lam Phong Cơ nói. Chúng ta. Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, sau đó cười, nói. Vâng, vâng, vâng. Con trai của chúng ta có chịu chưa? Lam Vong Cơ. Ừ. Nhẹ nhàng xoa nắng gương mặt đang cười khanh khách của Ngụy Vô Tiện, khóe môi khẽ nhếch, dịu dàng nói. Đi. Ngụy Vô Tiện gật đầu nói. Ừ. Chương 16, phiên ngoại 4. Trên đỉnh Lư Hương ba chân trong góc tỉnh thất, khói trắng lượn lờ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Lam Vong Cơ đang tự mình phê duyệt bút ký săn đêm của các đệ tử, thỉnh thoảng phê duyệt hai ba câu. Chợt nghe bên ngoài cách đó không xa truyền tới tiếng kêu to, âm điệu kéo dài ở phía sau. A! À,
Trạm! Cửa vừa mở ra, liền thấy một bóng đen khá lớn chạy tới trước mặt. Một cái phóng lên trên người y, hai tay còn ôm chặt lấy cổ của y, hai chân thùy quặp ngay thắt lưng, vững vàng khóa chặt. Dù sao cũng là thể trọng của một nam tử trưởng thành. May là khí lực của Lam Vong Cơ khá kinh người, bị một lực mạnh va chạm không kịp phòng bị, khiến cho cơ thể cũng phải lảo đảo ra sau một chút, nhưng lập tức đứng vững, hai tay đem người nhấc lên, vững vàng nâng. Ngụy Vô Tiện cười, hôn lên môi y một cái, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Lam nhị công tử, hôm nay có rảnh không? Có thể nể mặt ra ngoài với ta chơi một chút không?" Hắn vốn định thả chân trượt xuống khỏi người Lam Vong Cơ, ai ngờ hai tay của Lam Vong Cơ lại nâng hắn, không có ý định thả hắn xuống. Tránh hai lần đều tránh không được, liền đơn giản tiếp tục gập hai chân lại ôm y tiếp. Lam Vong Cơ nói: "Hai chúng ta..." Ngụy Vô Tiện nhíu mi nói: "Đúng rồi, ta đã đem A Hao đặt ở chỗ A Húc rồi, nó sẽ chăm sóc đệ tốt thôi. Hôm nay chỉ có hai chúng ta." Lam Vong Cơ không nói gì, tự hồ có chút bận tâm Lam Dữ Mộ tuổi còn nhỏ, không biết có biết cách chăm sóc đệ hay không. Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt nhìn nét mặt của y nói: "À, ngươi đừng lo lắng, nhi tử của ngươi mà ngươi cũng không rõ hay sao? A Húc lớn như vậy, lại hiểu chuyện như vậy, là một hài tử ổn trọng thanh thục, làm sao mà không chăm sóc được A Hao chứ? Còn nó là do chính tay ngươi dạy dỗ đó. Hơn nữa lúc trước khi ta cỡ tuổi nó, cũng từng chăm sóc Tư Truy mà. Ngươi yên tâm đi. Vì vậy thiếu chút nữa đem thằng nhỏ kia lạc mất trong chợ, còn để thằng nhỏ ôm lấy chân của Hàm Quan Quân mà khóc gọi cha." Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không đưa ra bình luận. Ngụy Vô Tiện biết y đang nhớ lại chuyện cũ, ho khan hai tiếng, hỏi: "Cụ cụ, cái gì chứ? Ai nha? Rốt cuộc ngươi có bồi ta hay không?" Lam Vong Cơ khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhu hòa, nói: "Được." Lại nói tiếp: "Ta tất nhiên bồi ngươi." Thanh âm trầm thấp, ôn nhu, mang theo một chút tiếu ý và cưng chiều. Ngụy Vô Tiện cười ha ha, hôn lên mi tâm của y. Bên kia, Lam Hào đang cùng Lam Dữ Mộ ngồi dùng bản thảo cũ mà gấp giấy, chớp mắt to đen nhánh, hỏi: "Ca ca, phụ thân và cha đi đâu vậy? Vì sao không mang theo chúng ta?" Lam Dữ Mộ cầm một xấp giấy bỏ đưa cho cậu, sau đó lại lặng lẽ đem giấy bản thảo bị quậy tung kia cẩn thận thu thập, sửa sang. Châm trước trong chốc lát nói: "Bọn họ ra ngoài có việc." Lam Hào nói: "Nga." Chơi một hồi rồi, cậu lại dùng giọng sữa nói: "Ca ca, đệ muốn ăn mứt quả." Lam Dữ Mộ nói: "Phụ thân đã nói qua, không thể để cho đệ ăn nhiều đồ ngọt." Tiểu hài tử nghe vậy liền nâng mặt lên, quỷ quỷ khuất khuất, phản phất sau một khắc sẽ khóc. "Thế nhưng, đệ muốn ăn." Nhìn khuôn mặt đáng thương của đệ đệ, cuối cùng cũng không đành lòng. Lam Dữ Mộ thở dài, nói: "Đi thôi, đi mua." Chương 17, phiên ngoại năm. Vân Thầm Bất Trì Xứ cấm đi lại ban đêm. Trong núi sâu, vào đêm tối, khắp nơi đều là một mảng vắng vẻ. Một thân ảnh nho nhỏ màu trắng lặng yên, không một tiếng động, lẻn đến góc tường. Nhìn quanh bốn phía, thấy không ai phát hiện, cười trộm rồi lập tức phóng người bay lên. Đang chuẩn bị phóng người thì nào ngờ: "Ôi chao, ôi chao, ôi chao, thả ta xuống, không được túm cổ ta, ai vậy?" Bốn mắt nhìn nhau xong, liền lập tức nín lặng. "Thúc, thúc tổ." Lam Khả Nhân xanh mặt, hai hàng râu rung rung, một tay túm ngay cổ áo của Lam Hào, một tay còn lại thì giận dữ phất tay áo. "Hừ" một tiếng, nghiêm túc hỏi: "Đã trễ thế này, con còn muốn đi đâu? Ngày mai không định lên lớp nữa à?" Lam Hào vòng vo đảo mắt,
không muốn nói ra là cậu muốn đi tìm ca ca. Thành thật ngoan ngoãn để yên cho Lam Khả Nhân nắm lấy cổ áo mình, nói: Thúc tổ, con định ra ngoài chơi một chút thôi mà. Lam Khả Nhân liền hừ một tiếng, nói: cả ngày không chịu ngoan ngoãn đặt tâm trí vào chuyện học hành, lúc nào cũng muốn chơi đùa, thật không hề quy củ. Dứt lời liền muốn kéo Lam Hao đi lãnh phạt. Nhưng tiểu hài tử vừa thấy bộ dạng này của thúc tổ, lập tức ôm lấy bắp đùi của Lam Khả Nhân, cầu xin khóc lóc: thúc tổ, con sai rồi, sau này con không dám nữa, ngài đừng phạt con được không? Nhìn đôi mắt vô tội sáng ngời của tiểu bối, Lam Khả Nhân trong lòng có chút trắc ẩn, nắm tay lên để trước miệng, hắn giọng một cái: vậy liền giao con cho phụ thân con xử trí vậy. Xoay người muốn kéo cậu tới tỉnh thất. Đi được hai bước, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy đỉnh đầu ánh trăng trên cao, vài tụ mây bao phủ bốn phía. Lúc này mà tới tỉnh thất, có thể không quá thích hợp. Cuối cùng Lam Khả Nhân chỉ đành tịch thu ngọc lạc thông hành của tiểu hài tử, kéo cậu vào trong phòng, ngày mai mới định bàn với Lam Vong Cơ về việc này. Sau khi nhận lại người từ chỗ của Lam Khả Nhân đi ra, Lam Vong Cơ mặt không biểu tình đi ở phía trước, Lam Hao cúi đầu đi ở phía sau. Đi được một đoạn liền nhỏ giọng gọi: phụ thân. Lam Vong Cơ nghe tiếng thì dừng chân, chậm rãi xoay người lại. Tiểu hài tử nói: con có thể không cần phải chống ngược chép phạt không? Lam Vong Cơ lặng lẽ đứng đó không nói gì. Lam Hao liền hai tay đưa lên tạo thành chữ thập, liên tục cầu xin: con xin hứa kể từ đây về sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa, ngài tha cho con về phòng được không? Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt tự như đã từng quen biết trước mặt mình, trong nháy mắt chợt cảm thấy như đã qua rất lâu rất lâu. Lúc trước cũng có một thiếu niên giống như vậy mà cầu xin y, chỉ là tuổi lớn hơn một chút, cả người tràn đầy sự tinh thần cùng tấn lãng của một thiếu niên thanh xuân. Đôi mắt sáng sủa chứa đầy nhật nguyệt tinh thần, ánh sáng rực rỡ chói lóa khiến cho y không cách nào mở mắt nhìn thẳng. Từ sau khi cố nhân bước vào giấc mộng, hận bản thân lúc trước không đối xử tốt với hắn, hôm nay nhìn lại gương mặt này, làm sao mà nỡ tâm trách phạt. Giơ tay lên kéo tiểu hài tử tới trước mặt mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thấp giọng nói: không được tái phạm. Chương 18, phiên ngoại 6. Ngụy Vô Tiện một ngón tay chống Thái Dương, dựa ở bên án thư trong tỉnh thất mà chợp mắt. Một tay thì không ngừng xoay cây sáo. Lam Hao thành thật ngồi bên cạnh chép phạt, thực sự là chép tới mỏi tay luôn rồi, liền thả bút xuống muốn xoay xoay cổ tay, tranh thủ đưa mắt qua nháy nháy với Lam Vong Cơ. Người kia đang phê duyệt sự vụ hồ sơ, hoàn toàn lảng tránh ánh mắt của cậu. Ngụy Vô Tiện từ từ nhắm hai mắt lại, đạm thanh nói: không được nhìn phụ thân của con nữa, tiếp tục chép. Anh âm lười biếng không hề có sự uy hiếp, nhưng lại khiến người không thể không phục tùng. Lam Hao buồn bã ân một tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu chép phạt. Sau khi canh chừng Lam Hao chép phạt xong mới thả cho cậu đi, Ngụy Vô Tiện khoanh hai tay trước ngực, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng tiểu hài tử kia đâu, liền khóe môi nhếch lên, cất giọng trách mắng: ta xem nhóc con kia sau này còn dám tái phạm nữa hay không, ai ai cũng nuông chiều nó, chẳng ai chịu tới quản nó cả. Lam Vong Cơ từ phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn, cầm khoác trên vai của hắn, nói: ân. Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên tay của y, nói: ngươi còn ân, nói ngươi đó, ngươi coi lại trước đây ngươi đối xử với A Húc thế nào, phạt thảm con luôn, còn luôn miệng bảo ta nuông chiều con. Hiện tại thì sao, nhóc con kia đều sắp bị ngươi chiều tới muốn hỏng luôn rồi kìa. Nếu ta còn không quản nó, thì sau này còn ai quản được nó nữa?
mặc dù bản thân Ngụy Vô Tiện vốn cũng là một hài tử thích nháo loạn, thế nhưng cũng đã từng nói hắn là một tên kinh phù cuồng lãng. Nhưng dù sao trước đây hắn cũng là một người làm việc biết nặng nhẹ, hài tử hư thì tuyệt không nuông chiều. Tuy nói trong lòng cũng vui vẻ khi thấy hài tử mình cũng có phong thái của mình năm xưa, nhưng cũng không thể để mặc nó làm càn được. Còn Lam Vong Cơ thì luôn luyến tiếc không trách phạt tiểu hài tử kia, hắn so với ai khác còn hiểu rõ hơn. Hắn xoay người lại, cầm Trần Tình trong tay, nhíu mi nói: "Vươn tay ra." Lam Vong Cơ không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời mà đưa tay ra, lòng bàn tay hướng trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ nói: "Không biết Lam nhị công tử có còn nhớ năm xưa trách phạt ta như thế nào không? Kéo một người nhỏ bé đáng thương như ta tới thẳng từ đường nhà ngươi, đánh tới ta không nhấc chân đi nổi, phải nằm lâu lắm đó. Còn dám lừa qua việc Lam Vong Cơ lúc đó cũng đã cùng hắn chịu 50 thước." Lam Vong Cơ khóe môi khẽ nhếch, mặt mày ôn nhu nói: "Ta sai." Ngụy Vô Tiện nhịn cười: "Năm xưa đối với ta tàn nhẫn như vậy, sao bây giờ với A Hao lại luyến tiếc không đỡ trách phạt? Ngươi thật không chút công bằng nào hết, Hàm Quan Quân." Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi muốn ta thế nào?" Ngụy Vô Tiện giơ lên Trần Tình xem như thước đặt ở lòng bàn tay của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng gõ hai cái, cười nói: "Để ta đánh lại đi." Lam Vong Cơ nói: "Được." Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn lòng bàn tay trắng nõn trước mặt mình, sau đó lại ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ nói: "Thật là đánh người đó nha." Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói: "Tùy ý ngươi." Ngụy Vô Tiện cười cười, liền nâng Trần Tình lên, làm bộ sẽ đánh vào tay của Lam Vong Cơ. Nhưng ngay khi cây sáo sắp giáng xuống thì Ngụy Vô Tiện liền thu tay lại, cúi đầu cầm lấy tay của Lam Vong Cơ, hôn nhẹ một cái, sau đó còn vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái. Lam Vong Cơ ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu cười: "Được rồi, đánh xong rồi, Lam nhị công tử đã biết sai chưa?" Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng, sau đó kéo người vào trong lòng ngực, ôm chặt, ở bên tai của hắn thấp giọng nói: "Ân, biết sai rồi." Sau đó đem vành tai trắng như ngọc trước mặt mình nhẹ nhàng ngậm lấy, nói: "Lam phu nhân phạt thật tốt." Ngụy Vô Tiện chợt sững sờ, rút cổ cố tránh thoát tay của Lam Vong Cơ, tránh qua một bên, che lại cái lỗ tai, nói: Ngươi, ngươi dám trêu ta?" Lam Vong Cơ thần sắc đạm mạc, nói: "Ta không có." Y lại kéo người trở về trong lòng, ôm lấy, nói: "Nếu ngươi không thích, sau này ta với A Hao sẽ nghiêm khắc hơn." Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó nâng khóe môi, nói: "Không cần, ta thấy thế này cũng tốt rồi." Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, cúi đầu hôn lên khóe môi đang cong cong của hắn, dịu dàng nói: "Ân." Toàn Văn Hoàng. Người đọc xin gửi lời cảm ơn đến các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và yêu quý bộ đồng nhân này. Hẹn gặp các bạn trong những tác phẩm sau.